tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng là số tiền mà doanh nghiệp này đang rất trông chờ được tiếp cận. Với tuần trước đây thì Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã mời trực tiếp doanh nghiệp lên làm việc để tháo gỡ những khó khăn, và sau cuộc gặp mặt này thì cũng đã có chỉ đạo tới Chi Cục Thuế Thành phố Thủ Đức nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để giải quyết quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Mặc dù là vẫn đang trong thời gian chờ đợi được hoàn thuế giá trị gia tăng, tuy nhiên theo doanh nghiệp, đi đến bước này cũng là một kết quả đáng mừng sau suốt thời gian dài chờ đợi. Nếu mình nhận được hoàn thuế đầu tiên là chúng tôi sẽ trả nợ. Trả nợ trong đó thì nợ ngân hàng, nợ người lao động, khôi phục lại sản xuất bằng cách là mình lại giao dịch lại với khách hàng và đáp ứng những cái nhu cầu của khách hàng đề ra. Các doanh nghiệp cho biết đã bắt đầu được đối thoại với ngành thuế để giải đáp các vướng mắc. Tuy nhiên, thời gian xác minh hồ sơ vẫn kéo dài vì cơ quan thuế xác minh hóa đơn không những của doanh nghiệp bán hàng trực tiếp cho doanh nghiệp mà cả những hóa đơn của các doanh nghiệp bán hàng gián tiếp. Trong khi điều doanh nghiệp trông chờ là tiếp cận dòng tiền càng sớm càng tốt. Hoàn thuế nhanh như thế thì chúng tôi có một cái nguồn vốn để tái tạo sản xuất. Ví dụ chúng tôi là 10% và chúng tôi xuất đi một tháng, chúng tôi xuất đi khoảng độ 5 tỷ, 7 tỷ. Thì cái việc hoàn thuế chúng tôi sẽ thu về cả tỷ. Vì vậy thì giúp doanh nghiệp rất nhiều. Chính quyền cũng nên quan tâm kỹ hơn với những doanh nghiệp, đánh giá được cái doanh nghiệp mà họ có một lịch sử xuất khẩu tốt. Được 50% cũng là một sự chia sẻ của doanh nghiệp. Nếu không thì chúng ta cũng phải có từng bước 30%, 50%, 70%. Các chuyên gia đề xuất có thể cho phép doanh nghiệp được hoàn thuế trong vòng 3 tháng sau khi hoàn thành xuất khẩu đơn hàng. Kết hợp thanh tra, hậu kiểm để kiểm soát rủi ro, chống gian lận thuế nhằm tạo điều kiện cho số đông doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật. Quy trình xác minh hoặc là quy trình phân tích, kiểm tra, đối chiếu vân vân thì cũng phải thực hiện trong cái giới hạn thủ tục hành chính quy định của luật 38 cũng như nghị định 26 là đối với kiểm tra trước hoàn sau là không quá 40 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đó. Sau đó sẽ thực hiện các thanh kiểm tra hậu kiểm theo trong vòng thời hạn 5 năm. Thì bây giờ chúng ta có thể đẩy nhanh cái tốc độ đó, hoàn chức kiểm sau để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tổng cục Thuế cho biết, bên cạnh những thao gỡ cho doanh nghiệp thì cũng sẽ rà soát các vướng mắc vượt quá thẩm quyền để báo cáo Bộ Tài chính xem xét quyết định theo đúng nội dung ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cũng là một nội dung đáng chú ý trong công điện được Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, đó là việc tiếp tục giảm lãi suất cho vay, rà soát các gói tín dụng 40.000 tỷ đồng và 120.000 tỷ đồng để mở rộng quy mô giải ngân. Trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng chậm, các ngân hàng cũng đang nỗ lực để tăng sức hấp thu vốn của nền kinh tế. Không chờ tới đầu tuần này, mà ngay sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước giữa tuần trước, ngân hàng này đã lập tức giảm thêm lãi suất cho vay từ 0,5% tới 1% một năm với các khách hàng có dư nợ hiện hữu trong vòng 3 tháng. Toàn bộ các cái chi nhánh phòng dịch trên toàn quốc OCB thực hiện việc giảm lãi suất tối thiểu là 0,5% đến 1% đối với toàn bộ khách hàng. Và là khách hàng hiện hữu, các khoản vay cũ thì tổng cái lượng khách hàng mà thuộc đối tượng giảm là được 83.000 khách hàng với cái mức độ giảm là 110 tỷ. Đã có 2 đợt giảm lãi suất 0,5% một năm cho các khách hàng hiện hữu với mức lợi nhuận giảm nhằm hỗ trợ khách hàng lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Vietcombank cùng các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước lớn đang thực hiện vai trò tiên phong kéo lãi suất đi xuống, hỗ trợ khách hàng, đồng thời thực hiện các gói vay ưu đãi như 120.000 tỷ đồng. Chúng tôi cũng rất là trông chờ vào cái việc mà phối hợp các cái địa phương để triển khai đi vào thực tế cái gói 120.000 tỷ này. Bản thân các ngân hàng thương mại chúng tôi cũng kỳ vọng cái gói này thực sự nó đi vào cuộc sống. Thì đối với những cái người lao động ở các cái khu công nghiệp ấy, mà khi mà mua được nhà thì sẽ ổn định được cuộc sống và yên tâm gắn bó lâu dài tại các địa phương. Những cái hội viên là ngân hàng thương mại đó đã có những cái động thái rất là tích cực để mà tiếp tục giảm cái chi phí của mình, đặc biệt là những cái chi phí không thường xuyên, và đồng thời nó lại càng có điều kiện để tiếp tục giảm cái lãi suất cho vay, giảm giá thành sản phẩm của mình, rồi từ đó mà có thể hỗ trợ doanh nghiệp một cách tốt nhất. Ngày hôm nay đã có hơn 20 ngân hàng thương mại niêm yết biểu lãi suất mới với mức giảm phổ biến từ 0,3 tới 0,5%, tối đa là 0,7% một năm. Với độ trễ ít nhất 3 tháng để trung hòa giá vốn, dự báo sẽ có thêm đợt giảm lãi suất cho vay trong tương lai gần.